Xin kính chào quý vị và các bạn. Vùng núi Thanh Hóa đến Quảng Ngãi thì nắng nóng đến hết ngày 30 tháng 7. Còn với khu vực Tây Nguyên thì vẫn có mưa về chiều tối. Với miền Trung ngày mai thì trời vẫn nắng nóng ở khu vực vùng núi Thanh Hóa xuống đến Quảng Ngãi. Nhiệt độ cao nhất là từ 35 đến 37 độ. Thời gian mà có nhiệt cao trên 35 độ sẽ tập trung từ 12 cho đến 16 giờ. Dự báo nắng nóng sẽ còn tiếp diễn trong 2 ngày tới. Ở Mũi Né dịp này thì ban ngày nắng không quá mạnh, nhiệt độ ở mức vừa phải, 31 đến 33 độ. Chỉ lưu ý là 2 ngày cuối tuần này và 3 ngày của đầu tuần tới thì sẽ có mưa dông về chiều tối. Vì vậy, nếu có ý định tới khám phá Hòn Dơm, Suối Tiên hay là đồi Cát Bay thì quý vị nên dừng các hoạt động ngoài trời trước 16 giờ để chúng ta có thể tránh gặp mưa dông. Trong những ngày tới, Hội An thì cũng sẽ có mưa về chiều tối các ngày Chủ nhật, thứ hai và ngày thứ ba của tuần tới. Mưa không lớn và rất nhanh. Còn ban ngày hôm nào trời cũng sẽ có nắng. Nhiệt độ cao nhất là từ 32 đến 34 độ. Thời tiết thì rất ủng hộ cho những du khách muốn tới rừng dừa Cẩm Thanh. Quý vị có thể di chuyển bằng thuyền thúng, băng qua rừng dừa nước và cảm nhận không khí trong lành. Với khu vực Tây Nguyên thì mưa dông sẽ tiếp tục xuất hiện về chiều tối mai. Trước khi có mưa thì trời nắng đẹp. Nhiệt độ tại các thành phố Kon Tum, Pleiku, Gia Nghĩa hay là Buôn Ma Thuột 30 đến 31 độ. Nằm trên độ cao gần 1.000m so với mực nước biển, nên thời tiết ở Bảo Lộc rất mát mẻ để du khách có thể ngắm trọn vẻ đẹp hùng vĩ của thác Dam Ri hay là cảnh quan lãng mạn của những đồi chè xanh ngát. Trong 7 ngày tới thì nhiệt độ ở đây dao động quanh ngưỡng 26 đến 28 độ. Về đêm, do trời nhiều mây nên nhiệt độ hạ xuống còn từ 20 đến 21 độ. Trong thời tiết này thì du khách đừng quên mang theo những chiếc áo khoác nhẹ trong hành trình của mình. Ở thủ đô Hà Nội thì trời chỉ còn nóng nốt ngày mai nữa thôi. Sau đó đến 2 ngày cuối tuần thì trời sẽ chuyển mát do có mưa cả ngày. Nhiệt độ hạ từ 35 xuống còn 31 rồi 32 độ. Sang tuần sau thì mưa chỉ còn xuất hiện về chiều tối ngày thứ 2 và ngày thứ 5. Nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ từ 1 cho đến 2 độ, dao động 33 đến 34 độ. Nam Bộ thì đang trong mùa mưa, nên tới với thành phố Hồ Chí Minh dịp này, du khách sẽ không tránh khỏi những cơn mưa. Nhưng ở thành phố Hồ Chí Minh thì mưa thường tập trung về chiều tối, nên du khách có thể dành trọn thời gian nắng giáo ban ngày để chúng ta tham quan các công trình kiến trúc nổi tiếng và cảm nhận cuộc sống sôi động, náo nhiệt của thành phố. Về nhiệt độ, cao nhất sẽ phổ biến là từ 32 đến 33 độ. Về đêm trời dịu mát, nhiệt độ hạ xuống còn từ 25 đến 26 độ. Cuối bản tin sẽ là phần dự báo thời tiết cho một số điểm du lịch khác trên cả nước.